Xin chào quý độc giả của báo Đồng Nai. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2023. Rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 769 gửi Bộ trưởng các Bộ, Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc. Theo công điện, đến nay cả nước đã có 1.729 km đường bộ cao tốc và đang tiếp tục tích cực triển khai xây dựng các dự án đường bộ cao tốc khác. Hệ thống đường bộ cao tốc đã và đang tạo động lực quan trọng giúp các địa phương mở ra không gian phát triển mới về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, còn một số trường hợp việc kết nối giữa đường cao tốc và hệ thống đường bộ ở các địa phương chưa gắn kết giữa đường cao tốc và các quy hoạch. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan và các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát việc bố trí các nút giao kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông của địa phương. Rà soát cập nhật hoàn thiện các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo sự kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả giữa đường bộ cao tốc với các tuyến đường trục chính quan trọng của địa phương. Test ma túy, có tài xế xe container dương tính. Thưa quý vị, thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, thời gian qua, Công an thành phố Long Khánh đã liên tục ra quân lập chốt kiểm tra ma túy bằng kit test tại chỗ. Các tài xế đồng tình với việc siết sử dụng chất kích thích bị cấm. Anh Nguyễn Văn Hiếu, tài xế lái xe container nói: Nói chung là những cán bộ cảnh sát giao thông mà có dựng chốt và test ma túy như vậy, mình thấy là cũng là một cái tốt để cho mình nghiêm chỉnh chấp hành. Những mình không có lạm dụng những cái thứ chất kích thích đó. Đáng chú ý, Công an Long Khánh đã phát hiện một trường hợp tài xế là lái xe container có kết quả dương tính với ma túy. Tài xế này sau đó bị phạt số tiền 35 triệu đồng và phương tiện thì bị tạm giữ. Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, trưởng Công an thành phố Long Khánh cho biết. Thì từ giờ đến cuối tháng 12 năm 2023, lãnh đạo Công an thành phố là quán triệt cho lực lượng, các lực lượng trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông đã quản lý cái số đối tượng là tài xế ở trên địa bàn mình. Trong quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ của mình là tài xế thì có sử dụng ma túy hay không để kịp thời phát hiện để xử lý ngăn chặn cái hậu quả xảy ra. Theo Công an thành phố Long Khánh, từ 15 tháng 8 đến nay, thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với 3 trường hợp xe khách, 9 trường hợp xe container, tạm giữ 2 phương tiện. Kiểm soát chặt ngăn ngừa khai thác khoáng sản trái phép. Công an tỉnh cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt xử lý 58 vụ, 57 cá nhân, 3 tổ chức vi phạm với các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Trong đó khởi tố 1 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 470 triệu đồng. Theo đánh giá, tình trạng khai thác khoáng sản vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng ghe bơm loại nhỏ lén lút hút cát tại một số khu vực dọc sông Đồng Nai. Một số khác lợi dụng cải tạo đất nông nghiệp, lâm nghiệp để khai thác đất đá trái phép ở các xã vùng sâu, hoạt động vào ban đêm các ngày cuối tuần. Thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đang diễn ra tuần lễ văn hóa thành phố Biên Hòa. Tuần lễ văn hóa thành phố Biên Hòa lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề Ngày hội đồng hành cùng em đến trường diễn ra từ 25 tháng 8 đến 2 tháng 9 tại công viên Biên Hùng. Trong các ngày diễn ra, tuần lễ sẽ có các hoạt động như trưng bày giới thiệu nhiều thể loại sách và phục vụ đọc sách miễn phí, giao lưu cùng các tác giả và tặng sách cho bạn đọc, chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi, giao lưu văn hóa nghệ thuật, đêm nhạc giao lưu thanh thiếu nhi Việt Nam Hàn Quốc, gian hàng giới thiệu các sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa. Tuyên dương 36 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch vừa phối hợp tổ chức Ngày hội gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023. Ngày hội gia đình trẻ tiêu biểu là hoạt động thường niên tạo cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Hoạt động cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ trong gia đình, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tại ngày hội, ban tổ chức đã tuyên dương 36 gia đình trẻ tiêu biểu. Thời tiết Đồng Nai tuần này có mưa vừa mưa to. Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo từ ngày 28 đến 31 tháng 8, khu vực Đồng Nai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nguyên nhân là do khu vực Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, từ ngày 28 tháng 8 trở đi có xu hướng hoạt động mạnh dần. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực các tỉnh Bắc Bộ nối với cơn áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc Philippines, duy trì và có khả năng mạnh dần lên. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây với cường độ không mạnh.
Dự báo lượng mưa từ 50 đến 140 mm, nhiệt độ trung bình 27 đến 29 độ C, cao nhất 37 đến 38 độ C và thấp nhất 24 đến 25 độ C. Mực nước sông Đồng Nai ở thượng lưu hồ Trị An và các sông suối khác biến đổi chậm trong tuần. Sông La Ngà tại trạm Phú Hiệp, mực nước chịu sự điều tiết của hồ chứa Đa Mi Hàm Thuận. Tại Biên Hòa hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 31 tháng 8. Quý vị vừa nghe tin nhanh audio, bản tin có trên các nền tảng của báo Đồng Nai. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 8 cũng là ngày đầu tuần. Chúc quý vị một tuần làm việc nhiều niềm vui.